Dạ. Má hỏi chiếc nhẫn này ai cho con? Con không nói, má cũng biết người đó là ai. Má, là ai vậy má? Là của cậu chủ, con ông Khải Duy đúng không? Hả? Đúng không? Má đã dặn con bao nhiêu lần rồi, hả? Thôi má. Tại sao con không nghe lời má? Tại sao có thể đem lòng say mê đám công tử nhà giàu đó? Má, không phải con không nghe lời má mà tại... Tại làm sao? Dạ tại... Con không kiềm chế được trái tim của con. Nó tự thương tự nhớ hồi nào con cũng không biết nữa. Đám con trai nhà giàu đó thì có bao giờ thật lòng với người ăn kẻ ở trong nhà đâu. Em không nên dạy dột mà mang khổ vào thân đó. Không đâu anh hai, cậu không như những người đàn ông khác. Cậu thương, thương em thật lòng anh hai. Cậu không lợi dụng gì con đâu. Cho dù có thật lòng cũng không có kết quả tốt đẹp. Không bao giờ. Con hãy lập tức rời xa cậu ta ra. Má đã hứa với bà chủ là dắt con về quê rồi. Má hứa với bà chủ? Phải. Má đã hứa với bà chủ không để cho con tới gần cậu Ba Xuân một ngày nào nữa hết á. Má, con không có thương cậu Ba Xuân. Vậy con thương ai? Dạ, người con thương là...